Xin chào các bạn đã đón xem video của Lên Đô Thị. Vận tải hàng không ngày càng đóng vai trò quan trọng trong nền kinh tế thế giới. Bởi vậy, diện tích các sân bay là vô cùng quan trọng đối với ngành vận tải này. Một sân bay sẽ luôn có khu vực hạ cánh, đường băng hoặc sân bay trực thăng và các tòa nhà tiện ích liền kề như nhà ga, nhà chứa máy bay. Vậy hiện nay trên thế giới, những sân bay nào là lớn nhất về diện tích? Mời các bạn đến với video top 5 sân bay có diện tích lớn nhất thế giới ngày hôm nay của chúng tôi để cùng tìm hiểu. Nhưng trước khi đến với nội dung chính của video, các bạn đừng quên đăng ký kênh để đồng hành cùng chúng tôi trên mỗi hành trình. Đầu tiên, chúng ta sẽ đến với vị trí thứ 5 ngày hôm nay, sân bay quốc tế Washington Dulles ở Washington, Hoa Kỳ. Dulles là sân bay lớn thứ 3 ở Washington, chỉ đứng sau sân bay quốc tế Baltimore, Washington và sân bay quốc gia Ronald Reagan, Washington. Sân bay có diện tích là 52,6 km2, cách trung tâm thủ đô Washington 41,6 km, nằm giữa biên giới hai tỉnh Fairfax và Loudoun, tiểu bang Virginia. Cơ quan quản lý sân bay vùng đô thị Washington vận hành và quản lý sân bay này. Đây là một trong những sân bay có số lượng đường băng nhiều nhất với tổng cộng 5 đường băng. Trong đó, 3 đường băng có bề mặt đều bằng bê tông với chiều dài là 3.506m, 3.505m và 3.201m. Một đường băng được mở cửa vào năm 2008 và một đường băng mới được quy hoạch. 5 đường băng này tạo điều kiện cho nhiều máy bay có thể cất và hạ cánh cùng một lúc. Nhà ga tại Washington Dulles bao gồm một nhà ga chính và nhà ga khu ABCD. Nhà ga chính có thiết kế đẹp mắt, khi các móc xích treo tạo ra một khu vực khép kín rộng rãi, không có cột chống đỡ. Nếu bạn muốn làm thủ tục lên máy bay, băng chuyển hành lý, các khu vực thông tin cũng như khu xử lý thủ tục nhập cảnh cho hành khách đến quốc tế, thì có thể tới nhà ga chính này. Hiện tại, trong tất cả các nhà ga tại sân bay Washington Dulles đều có trang thiết bị kỹ thuật hiện đại, giúp cho việc làm thủ tục của khách hàng một cách nhanh chóng và tiện lợi hơn. Sân bay có 135 cổng và bay đến hơn 100 điểm đến. Xếp ở vị trí thứ tư, chúng ta sẽ cùng đến với sân bay quốc tế Orlando ở Orlando, Hoa Kỳ. Với diện tích 53,83 km2, sân bay quốc tế Orlando có mã là MCO, là sân bay bận rộn nhất ở Florida, cũng như một trong những sân bay bận rộn nhất ở Hoa Kỳ và trở thành sân bay lớn thứ tư thế giới. Sân bay quốc tế Orlando, sân bay lớn nhất ở Florida, Mỹ, luôn nằm trong top những sân bay bận rộn nhất Hoa Kỳ. Đây là điểm dừng chân đầu tiên khi bạn đặt chân đến Orlando. NCL cách trung tâm thành phố Orlando, tiểu bang Florida, Hoa Kỳ 9,7 km về phía đông nam. Năm 2016, sân bay phục vụ 41.923.399 lượt khách, xếp thứ 41 trên thế giới về lượng khách thông quan năm đó. Sân bay là trạm trung chuyển của rất nhiều hãng hàng không lớn của Mỹ. Southwest Airlines là hãng vận chuyển nhiều lượt khách nhất ở sân bay này. Sân bay là cửa ngõ quan trọng của khu vực miền trung Florida, với các chuyến bay của các hãng vận chuyển nước ngoài. Sân bay hiện có 4 đường băng chính và một bãi đáp trực thăng. Tất cả các đường băng với bề mặt đều là bê tông. Chiều dài lần lượt là 2.743m, 3.048m, 3.659m và 3.659m. Đây cũng là một trong số ít các sân bay trên thế giới có thể phục vụ các máy bay thế hệ thứ 6, thế hệ mới nhất. Đây cũng là nơi được sử dụng để hạ cánh khẩn cấp các tàu vũ trụ con thoi. Hiện tại, sân bay đang tiếp tục mở rộng và nâng cấp để tiếp nhận thêm nhiều hãng máy bay khác nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ cho khách hàng bay đến Orlando. Các nhà quản lý sân bay đã đưa ra một kế hoạch cải thiện nguồn vốn để phát triển nâng cao các phương tiện hiện có và cải thiện thêm các hạng mục khác của sân bay. Kế hoạch này bao gồm việc nâng cấp nhà ga, nâng cấp bãi đỗ, khu vực đường băng, cải tiến một số hệ thống giao thông mặt đất và những hạng mục khác. Và bây giờ, chúng ta sẽ đến với vị trí thứ 3 ngày hôm nay, sân bay quốc tế Dallas ở Fort Worth, Dallas, Hoa Kỳ. Với diện tích 69,63 km2, sân bay quốc tế Dallas-Fort Worth lớn hơn đảo Manhattan và là sân bay lớn thứ 2 tính theo diện tích đất ở Hoa Kỳ và lớn thứ 3 thế giới. Sân bay quốc tế Dallas-Fort Worth là sân bay chính phục vụ vùng Dallas-Fort Worth,
thuộc tiểu bang Texas, Hoa Kỳ. Đây là sân bay bận rộn thứ 3 trên thế giới và là trung tâm hoạt động hàng không của American Airlines. Hoạt động hàng không nhộn nhịp của sân bay trong nhiều năm qua đã mang lại nguồn thu khổng lồ, góp phần phát triển kinh tế, văn hóa xã hội của tiểu bang Texas và cả nước Mỹ. Sân bay hiện là trung tâm của các hãng hàng không American Airlines, Amerifly, Southern Airways Express và UPS Airlines. Hiện nay, sân bay đang kết nối mạng lưới đường bay thẳng tới 193 điểm đến nội địa, cùng với 67 điểm đến quốc tế. Trung bình mỗi năm có hơn 75 triệu lượt khách thông quan tại sân bay Dallas-Fort Worth. Nhờ vậy, sân bay luôn nằm trong top đầu những sân bay có mật độ hành khách đông đúc nhất thế giới. Sân bay Dallas-Fort Worth từng được Hội đồng Sân bay Quốc tế vinh danh là sân bay tốt nhất với hơn 40 triệu hành khách ở Bắc Mỹ về mức độ hài lòng của hành khách vào năm 2016. Tháng 6 năm 2018, sân bay khai trương phòng cấp cứu thường trực miễn phí, qua đó trở thành sân bay đầu tiên trên toàn cầu có cơ sở cấp cứu thực tế. Chương trình cải tiến và đổi mới nhà ga trị giá 2,7 tỷ đô la Mỹ của sân bay Dallas-Fort Worth bắt đầu từ tháng 2 năm 2011 và dự kiến hoàn thành hạng mục cuối cùng vào năm 2025. Xếp ở vị trí Á quân ngày hôm nay, sân bay quốc tế Denver ở Denver, Hoa Kỳ. Với diện tích 135,71 km2, sân bay quốc tế Denver ở Denver, Colorado là sân bay lớn thứ 2 trên thế giới theo diện tích và là sân bay lớn nhất ở Hoa Kỳ. Sân bay có đường băng sử dụng chung dài nhất ở Mỹ. DIA có liên kết đường bay nội địa lớn thứ 3 tại Hoa Kỳ và có nhiều đường bay khắp châu Âu, châu Á, Bắc Mỹ và châu Mỹ Latin, phục vụ 187 điểm đến. Sân bay được bình chọn là tốt nhất ở Bắc Mỹ trong 6 năm liên tiếp, từ năm 2005 đến năm 2010, và cũng được tạp chí Time bình chọn là sân bay tốt nhất ở Mỹ vào năm 2002. Sân bay này đóng vai trò là trung tâm chính của Frontier Airlines và là trung tâm lớn thứ tư cho hãng hàng không Hoa Kỳ. Nhìn từ xa, sân bay này trông như một ngôi làng bình yên với những túp lều màu trắng giản dị. Thế nhưng ở phía trong và khu vực nhà ga của sân bay lại gây ấn tượng bởi vẻ hoành tráng nhờ những dàn không gian được khéo léo áp dụng cho không gian rộng lớn này. Một điểm đặc biệt nữa của sân bay quốc tế Denver chính là việc áp dụng công nghệ xanh, công nghệ sử dụng năng lượng mặt trời nhằm bảo vệ môi trường, sử dụng năng lượng hiệu quả. Mái nhà được làm bằng vật liệu chống lại 20% bức xạ mặt trời vào mùa hè và giữ nhiệt vào mùa đông. Đây là một trong những động thái của lãnh đạo sân bay Denver trong nỗ lực để xứng đáng với danh hiệu sân bay xanh của Mỹ và thế giới. Và cuối cùng, chúng ta sẽ đến với vị trí quán quân ngày hôm nay, sân bay quốc tế King Fahd ở Dammam, Ả Rập Xê Út. Với diện tích 776 km2, sân bay quốc tế King Fahd ở Dammam, Ả Rập Xê Út là sân bay lớn nhất thế giới. Thiết kế ban đầu của sân bay được đưa ra vào năm 1976. Việc xây dựng bắt đầu vào năm 1983 và hoàn thành vào năm 1999 khi các hoạt động thương mại bắt đầu. Sân bay có một nhà ga hành khách lớn 6 tầng, trong đó 3 nhà ga để đón tiếp hành khách, một cho khách đến, một cho khách khởi hành và một cho lên máy bay. Nhà ga hành khách có diện tích 1.072.896 m2 và được trang bị nhiều quầy khách hàng, bao gồm 66 quầy dành riêng cho các hãng hàng không Ả Rập Xê Út và 44 quầy cho các hãng hàng không nước ngoài. Phần còn lại của các quầy được dành cho nhập cư và hải quan. Sân bay có một nhà thờ Hồi giáo được xây dựng trên tầng thượng của bãi đậu xe và có các thiết kế kiến trúc hợp nhất với phong cách hiện đại và phong cách Hồi giáo cũ và có thể chứa 2.000 tín đồ. Sân bay cũng có nhà ga hoàng gia dành riêng cho các hoàng gia, các quan chức chính phủ cao cấp và các quan chức nước ngoài khác. Nhà ga hoàng gia có diện tích là 53.950 m2. Trên đây, các bạn vừa cùng chúng tôi đến với top 5 sân bay có diện tích lớn nhất thế giới. Có thể thấy, những sân bay này không chỉ có diện tích lớn, mà lượng hành khách di chuyển cũng vô cùng lớn, đúng không các bạn? Video của chúng tôi hôm nay cũng xin được kết thúc tại đây. Mọi ý kiến đóng góp xây dựng kênh, các bạn vui lòng bình luận bên dưới video để chúng ta cùng thảo luận.
Chúng tôi luôn mong muốn nhận được những góp ý chân thành của các bạn để kênh ngày một hoàn thiện hơn, đáp ứng tốt hơn nhu cầu thông tin của khán giả. Còn bây giờ, cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những video sau.